Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova số sàn, được sản xuất vào năm 2018 nha các bạn. Biển thành phố màu bạc, xe rất là đẹp, mới đi được có 30.000 cây số thôi, gia đình sử dụng các bạn, cá nhân đứng tên. Thì Huy sẽ dành vài phút giới thiệu ngoại thất và nội thất cho các chị và các bạn xem về sản phẩm. Option thì Huy thấy xe này trang bị full option rồi, mọi thứ thì chủ xe đi sử dụng rất là kỹ, cho nên là Huy tranh thủ quay cho các chị và các bạn xem. Rồi thì Huy sẽ mời các chị và các bạn cùng Huy xem ngoại thất, nội thất và phần động cơ của chiếc xe này nha. Rồi Huy mời các bạn ạ. Xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Innova số sàn. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018. Thì chủ xe mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy vào tháng 10 các bạn. Màu bạc nha các bạn nha. Thì xe mới vừa về nhưng mà Huy thấy xe này đẹp quá, cho nên là Huy dành vài phút quay sơ bộ cho các chị và các bạn xem. Mới về nhưng mà đẹp, bóng loáng nha các bạn, không có bị trầy xước đâu cả. Thì xe này chủ yếu bên Huy sẽ tiến hành làm marukuri lại, vệ sinh lại thôi. Đó, các bạn thấy không? Mới về nhưng mà sáng bóng như là đã làm marukuri rồi. Ok rồi, mình cùng đi quanh xe để xem về ngoại thất của xe nha các bạn nha. Xe này thì chủ xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy luôn. Mua tại hãng và bảo trì thì đầy đủ. Và hiện tại thì cây số hiện tại của xe bây giờ là 30.000 cây số các bạn. Odo chuẩn luôn nha. Đây, vỏ xe đây. Đó, vỏ xe nguyên bản. Còn đây, đây là vỏ theo xe này, tuần thứ 21 của năm 2018. Vỏ này là vỏ Briton nha các bạn. Briton. Vỏ này là vỏ Briton. Ok, rồi, tiếp theo mình sẽ xem qua. Thì phụ kiện đây, dàn phụ kiện thì chủ xe có gắn tại hãng cho nên là chất lượng khá là ổn nha các bạn. Đây. Che mưa, dán phim này, rồi máy nẹp chân kính các bạn thấy không? Đó, nẹp chân kính, rồi ốp chắn cửa màu rơm. Còn sơn, màu sơn thì đồ đồng đều màu sắc từ phía trước ra phía sau, một màu đồng nhất. Về chất lượng sơn thì xe này còn rất là đẹp luôn, khá là mới. Xe này biển số thành phố nè, các anh chị và các bạn nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được chi phí 20 triệu về cái phần biển số. Xe này xe gia đình đi đúng chất xe luôn các bạn. Khá là đẹp. Mình coi sơ cái gầm luôn. Mọi thứ còn nguyên bản nha các bạn. Xe này thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ. Các chị và các bạn hãy xem qua về phía sau, phía sau của xe. Đó, đèn đồ các bạn thấy không? Khá là sáng và mới luôn. Xe thì có trang bị đây, camera gear. Ok rồi, cảm biến gear đầy đủ nha các bạn nha. Đó. Gầm nhún. Bên Huy sẽ tiến hành làm maru vệ sinh. Thì về phần maru của bên Huy thì ngoài việc vệ sinh nội thất, vệ sinh đánh bóng toàn bộ xe thì bên Huy sẽ tiến hành là vệ sinh gầm cũng như là vệ sinh động cơ đầy đủ nha các bạn nha. Một chiếc xe 2018 mới đi được 30.000 cây số, một chiếc xe gia đình sử dụng rất là kỹ các bạn. Ok rồi, sơ lược cho các chị và các bạn nắm về phần ngoại thất của xe thì Huy mời các chị và các bạn cùng với Huy đi xem về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết hơn về chất lượng của chiếc xe Toyota Innova 2018 số sàn này nha các bạn nha. Đây là cái vỏ sơ cua bên Huy mới lấy xuống, thì bên Huy sẽ tiến hành sơn cái mâm của cái bánh trước ở bên phải sơ cua. Mới vừa đưa xuống nha các bạn nha. Ok rồi, Huy mời các bạn cùng với Huy xem về phần nội thất ở bên trong ạ. Huy mời các chị các bạn cùng với Huy xem về chi tiết nội thất bên trong của sản phẩm. Sản xuất vào năm 2018, chủ xe đi gia đình, chủ yếu đi gia đình. Mới đi được 30.000 cây số thì chắc chắn nội thất bên trong thì còn khá là đẹp rồi các bạn. Các bạn có thể xem qua.
Xe thì mới về bên Huy chưa có làm Maru, nhưng mà về chất lượng ha, chất lượng của nội thất thì còn rất là mới và đẹp nha các bạn. Xe thì đã được chủ xe bọc da rồi, cho nên là mình về mình chỉ việc mình sử dụng thôi, mà da còn rất là mới. Hiện tí Huy sẽ quay chi tiết cái ghế cho các bạn xem. Ở trên trần thì đã được bọc ni lông trần rồi các bạn, và mỗi hàng ghế thì đều có bố trí hai cái cửa gió điều hòa, cho nên là hệ thống điều hòa của Toyota Innova làm lạnh rất là nhanh và lạnh thì cực kỳ là sâu luôn các bạn. Ok rồi, tôi cho các anh chị và các bạn xem chỗ để đồ nghề. Đồ nghề thì với con đội thì các bạn thấy ha, còn nguyên bản chưa có từng sử dụng, do là bánh xe cua thì các bạn thấy như Huy đã quay thì còn ha, còn nguyên zin chưa hạ. Đó, tắp bi cửa rồi các bạn thấy ha. Mọi thứ còn rất là đẹp. Chủ xe này đi giữ kỹ lắm các bạn. Hồi bữa là bên Huy có đi lái xe thì chủ xe cũng để xe trong trong hầm, cũng che chắn rất là kỹ. Đây. Ghế các bạn thấy không? Rất là mới. Một chiếc xe 2018 gia đình đi kỹ và chất lượng thì rất là mới nữa. Cho nên là các anh chị và các bạn mua những cái xe này về đi thì mình không lo gì cả nha các bạn. Ở phía sau này thì mình sẽ có một vị trí để đồ rất là rộng, nếu như mà ở phía sau này chúng ta không có sử dụng hai cái băng sau. Còn nếu như sử dụng thì mình vẫn để được khoảng vài cái vali, cũng rất là rộng. Các bạn nào mà đã sử dụng Toyota Innova rồi thì sẽ thấy được cái độ rộng rãi của xe. Này các bạn thấy ha, những cái vị trí như cửa trước trái, những cái chỗ này khá là nhạy cảm với vết trầy, nhưng mà chiếc xe này thì thực sự chất lượng khá là ổn. Rộng rãi, 8 chỗ gầm cao, xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng. Chất lượng thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Odo chuẩn Huy quay cho các anh chị và các bạn xem nha. Cái này là lịch sử rõ ràng, cho nên là bên Huy cam kết cây số là đúng chuẩn cho các anh chị. Audio của xe hiện tại là 30.182 cây số nha các bạn nha. Còn xe thì tắp lô các bạn thấy ha, nó còn rất là mới. Xe này thì bên Huy đang đợi làm Maruguri, đang đợi làm đẹp. Về hộp số thì có chế độ Eco Power, chế độ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ tăng tốc. Đây các bạn, camera gear nó khá là sáng, rõ ràng. Rồi thì sơ lược cho các anh chị và các bạn xem qua về phần nội thất bên trong của xe. Thì Huy mời các anh chị và các bạn cùng với Huy xem sơ lược về phần động cơ. Dung tích động cơ 2.0 lít với công nghệ Dual VVT-i. Thì đây là cái động cơ mà với công nghệ mới nhất hiện tại của Toyota. Khá tiết kiệm nhiên liệu cũng như là về cái độ giảm cái lượng khí thải ra môi trường, và cái khả năng tăng tốc của xe cũng rất là ok. Còn khung xương mọi thứ là còn nguyên bản hết nha các bạn nha. Hiện tại sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 630 triệu, 630 triệu thì giá còn có bớt lọc cho các anh chị. Cho nên là các anh chị và các bạn nào đang mua, cần mua một chiếc xe về sử dụng cho gia đình, lướt chất lượng ok, thì các anh chị và các bạn có thể chọn sản phẩm này nha. Sản phẩm này lịch sử bảo trì bảo dưỡng rất là đều, rõ ràng. Chủ xe là người thành phố, đi không nhiều, xe chỉ sử dụng cho gia đình thôi. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.